Quý vị đang tiếp tục theo dõi tin sáng ngày 5 tháng 7. Thưa quý vị, chính phủ Trung Quốc vừa ban hành hàng loạt các biện pháp gia tăng kiểm duyệt các nội dung đăng tải trên Internet. Và điều này có thể ảnh hưởng đến việc chia sẻ thông tin của người dân nước này, đặc biệt là các blogger và những người chuyên làm video clip sáng tạo nội dung. Những bộ óc sáng tạo nội dung số của Trung Quốc có thể sẽ phải lo ngại các biện pháp tăng cường kiểm soát chia sẻ nội dung trên Internet. Những nội dung nằm trong diện kiểm soát bao gồm tất cả các bài viết dạng chữ, âm thanh, phim ảnh, phim tài liệu hay thậm chí là clip thể thao. Những nội dung này phải đảm bảo là gắn liền với cái gọi là những giá trị cốt lõi của xã hội Trung Quốc. Mọi nội dung đề cập đến nghiện ngập đồng tính và những hình ảnh kích động hay cổ suý cho những xu hướng này đều phải được loại bỏ. Quy định mới áp dụng trên mọi website lớn nhỏ, kể cả các trang mạng xã hội như Weibo. Kiểm duyệt nội dung sát sao Trung Quốc không phải là điều mới mẻ. Mới đây chính phủ Trung Quốc đã xóa bỏ hàng loạt forum dạng tàn gẫu, hoạt động streaming video cũng bị cấm với lo ngại truyền bá những nội dung không phù hợp. Mặt khác, nhiều người lo ngại những nội dung vị nghệ thuật có thể cũng sẽ bị cấm đoán. Hôm thứ hai vừa qua thì thị trường trái phiếu Trung Quốc và Hồng Kông đã chính thức được liên kết với nhau, nhân dịp kỷ niệm 20 năm Hồng Kông được trao trả về cho Trung Quốc. Các chuyên gia nhận định mối liên kết này sẽ là một cú hích khơi thông dòng vốn đổ vào cả Trung Quốc lẫn Hồng Kông kết nối thị trường trái phiếu với Hồng Kông được cho là một bước tiến lớn đối với thị trường nợ trị giá đến 10 tỷ đô la Mỹ của Trung Quốc. Với mối liên kết này, lần đầu tiên các nhà đầu tư ngoại có thể mua trái phiếu của Trung Quốc thông qua thị trường Hồng Kông kết nối thị trường trái phiếu trung quốc hồng kông là một cầu nối gắn kết trung quốc với thị trường vốn quốc tế đồng thời mối liên kết này cũng sẽ mở rộng quy mô thị trường tài chính của hồng kông đối với các nhà đầu tư nước ngoài việc tiếp cận vốn thị trường tài chính trung quốc sẽ dễ dàng hơn hai ngân hàng chính sách của trung quốc là ngân hàng phát triển nông thôn và ngân hàng phát triển trung quốc sẽ phát hành trái phiếu cho các nhà đầu tư ngoại ngay trong đầu tuần này Kết nối thị trường trái phiếu là một kênh liên kết quan trọng giữa Hồng Kông và Trung Quốc, cũng như giữa những thị trường này với thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, hiện nay dòng vốn chỉ mới chảy một chiều, tức là nhà đầu tư ngoại có quyền mua trái phiếu Trung Quốc, chứ nhà đầu tư Trung Quốc chưa thể đổi tiền mua trái phiếu niêm yết tại Hồng Kông. Hiện Trung Quốc là thị trường trái phiếu lớn thứ ba thế giới, nhưng nhà đầu tư ngoại mới chỉ nắm giữ chưa tới 2% lượng trái phiếu toàn thị trường. Tại Hàn Quốc, một nghệ sĩ pha chế đang khiến nhiều người tò mò và thích thú với việc tái sáng tạo những bức họa nổi tiếng trên ly cà phê. Anh Lee Kang Bin chính là người đang tạo ra những cốc cà phê rất bắt mắt và khiến nhiều người ngạc nhiên. Tò mò muốn tìm đến quán cà phê để chiêm ngưỡng những bức họa nổi tiếng được tái tạo trên những ly cà phê này. Anh Lee bắt đầu công việc pha chế từ năm 17 tuổi và đó là khi anh bắt đầu học cách pha cà phê. 3 năm sau đó, anh bắt đầu pha chế những cốc cà phê với những bức họa đầu tiên cho những người bạn của mình trong khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Anh Lee bắt đầu làm cà phê nghệ thuật sau khi xuất ngũ vào năm 21 tuổi. Hai năm sau, anh Lee mở quán cà phê đầu tiên mang tên Cà phê C tại trung tâm Seoul. Hiện tại anh đang có 160.000 người theo dõi trên Instagram. Đồng thời anh cũng mở các lớp dạy học pha chế trên khắp thế giới và cách tạo ra một ly cà phê nghệ thuật và mở các lớp học tương tự tại Seoul. Một cốc cà phê có giá 10.000 won, tương ứng 8,72 đô la Mỹ, hơi đắt hơn một chút so với một ly latte thông thường. Vào đêm ngày 3 tháng 7, dạng sáng ngày 4 tháng 7, một chiếc máy bay của hãng hàng không giá rẻ AirAsia-X của Malaysia, trong khi đang cất cánh từ Úc về Malaysia đã đâm phải chim, khiến động cơ hư hỏng và phải hạ cánh khẩn. Chiếc máy bay số hiệu D7207 của AirAsia-X chở theo 345 hành khách và 14 phi hành đoàn vào lúc nửa đêm ngày 3 tháng 7, đang nâng độ cao và tiến vào biển khu vực Gold Coast phía bắc Queensland trên đường tiến đến Kuala Lumpur. Tuy nhiên, máy bay được cho là đã đâm vào chim dẫn đến hỏng động cơ. Hành khách đã kể lại tình huống trên máy bay khi đó. Chúng tôi thấy động cơ phát nổ và có tiếng nổ lớn. Lúc đó máy bay vẫn đang nâng độ cao, rồi thì một cú chấn động mạnh kèm theo đó là tiếng nổ lớn. Mọi người lúc đó rất sợ hãi, chúng tôi đã chuẩn bị áo phao và chuẩn bị cho tình huống sâu nhất. Thông cáo chính thức của Air Aster cho biết không có ghi nhận thiệt hại về người. Chiếc máy bay đã buộc phải hạ cánh ở vị trí cách Brisbane, thủ phủ của Queensland 100 km vào lúc 11 giờ rưỡi đêm theo giờ địa phương. Và đến đây xin mời quý vị tạm nghỉ trong ít phút ở phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin chính như sau. Hà Nội sẽ cấm xe máy tại các quận từ năm 2030. Người từ 70 tuổi có thể được miễn phí xe buýt từ đầu tháng 10 tới.